giờ đi dìa đâu. Cho phải lâu ấy đi dìa. Còn lúc nó làm cho được. Cái đây nó thích ăn này nó. Lấy dặn luôn. Lấy nghe về. Mẹ mua cho con. Cô bán ở đây lâu chưa? Cô mới bán đi. Mới bán hả?
mình được vô chùa bán. Xin thầy. Nghe mấy chị giới thiệu nói ăn đậu hũ ở đây ngon. Thầy thấy khổ. Ít đường thôi cô. Thấy khổ tội thầy cho vô bán. Dạ hả? Có bán được bao lâu rồi? Có bán đây được 2 năm. Nhưng mà năm quá dịch rồi. Không mấy dịch đã nghỉ. Dạ. Cô ơi. Làm ơn cho có hỏi chùa này là chùa Tăng hay chùa Ni vậy cô? Chùa Tăng. Dạ. Chùa Tăng. Chén đó ít nước đường thôi cô. 1/3 nước đường. Cô ở gần đây là sáng mình đem vô mình bán tới mấy giờ mình nghỉ cô hả? Hết lúc nào cô nghỉ đó. Ở nhà nấu mà nhiều khi thường là khi nào có nghỉ? Thường là 3 giờ 4 giờ. Chùa mình mấy giờ đóng cửa? Còn 5 giờ tùy theo. Chùa mình khoảng 8 giờ 8 rưỡi. 8 rưỡi tối hả cô? Em biết mà. Sao? Chú em biết.